Hello, xin chào tất cả các em. Các em có thích xe đua không nhỉ? Hôm nay anh sẽ vẽ một chiếc xe đua thật là đẹp gửi tặng tới tất cả các bạn nhé.
Vậy là chiếc xe đua của anh đã hoàn thành rồi các em ơi. Các em có thích không nào? Nếu các em thích thì hãy like và đăng ký kênh của anh để tiếp tục xem các video khác nhé. Chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi nha. Còn bây giờ anh phải nói lời xin chào và tạm biệt các em rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.